Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay vẫn nhắc quý vị tạp chí quốc phòng của tnp channel nếu quý vị nào mà muốn tìm hiểu tất cả những biến động những cuộc đối đầu hoặc là những cuộc tập trận ở xung quanh á châu thái bình dương và ấn độ dương với hình ảnh rất đẹp trăng màu mỗi tháng ra một lần quý vị có thể liên lạc với tnp channel qua địa chỉ email trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com để biết thêm chi tiết đây là tạp chí quốc phòng đầu tiên của người việt ở hải ngoại chuyên về tin tức quốc phòng của á châu thái bình dương và ấn độ dương đó là cái thông báo của phòng mong là quý vị ủng hộ cho tạp chí quốc phòng và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta đầu tiên hết cuộc thăm dò mới nhất cho thấy các cử tri đều ủng hộ cho việc mà texas đã đưa ra một cái loạt hàng rào phao ở trên cái dòng sông nằm ở biên giới của mexico một cuộc thăm dò mới nhất được thực hiện bởi TIPP hay còn gọi là TIP cùng với lại Daily Mail cho thấy rằng hầu hết người dân Hoa Kỳ đều ủng hộ cho việc mà thống đốc tiểu bang Texas đã sử dụng cái hàng rào bằng phao ở dọc theo cái bờ sông Rio Grande ở tại Texas. 51% các cử tri đều ủng hộ cho vấn đề này với 1.000 phút à, các cái hàng rào được à, tạo bằng phao và trong đó gần như là đã có được cái đã được lắp đặt ở tại dòng sông này và trong đó chỉ có 35% không đồng ý và 15% nói rằng họ không chắc chắn và kết quả cuộc thăm dò này đã được đưa ra sau khi mà thay cho thấy là có 28% mạnh mẽ ủng hộ cho các cái phao hàng rào, 23% ủng hộ một cách tương đối và 20% thì mạnh mẽ phản đối và 15% nói rằng tương đối là phản đối và cuộc thăm dò này đã được thực hiện bởi tip và Daily Mail với 1.369 những người lớn trưởng thành ở tại Hoa Kỳ từ ngày 2 tới ngày 4 tây tháng 8 với mức sai biệt là 2.7%. Và kết quả này cho thấy rằng là hầu hết người dân Hoa Kỳ đều ủng hộ lập một cái hàng rào bằng phao ở trên dòng sông này để giảm đớt tình trạng di dân bất hợp pháp và tìm cách gọi là vượt qua biên giới qua dòng sông này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, trong hôm nay ngày thứ năm thì một tòa án liên bang sẽ duyệt xét và cân nhắc việc đã có sự yêu cầu của chính quyền Joe Biden là phải tháo gỡ cái lệnh cấm các viên chức trong chính quyền liên bang tiếp xúc với các mạng xã hội sau một phán quyết của tòa ở tại Louisiana. Ít nhất là sẽ có 3 quan tòa trong tòa kháng án ở số 5 ở tại New Orleans sẽ lắng nghe cuộc tranh luận trước khi mà họ đưa ra phán quyết. Và trong đó chính quyền của Joe Biden đã bị cáo buộc là cấu kết với mạng xã hội để bức hại quyền tự do ngôn luận và trong một cái phán quyết của tòa quan tòa đầu tiên là Terry Doty vào ngày 4 tây tháng 7 trong đó là yêu cầu là cấm hẳn các nhân viên trong chính quyền liên bang tiếp xúc với mạng xã hội để tìm cách gọi là kiểm duyệt tất cả những lời phát biểu của cư dân ở trên mạng xã hội và ngay sau đó thì chính quyền của Joe Biden đã nộp đơn xin kháng án và ngăn chặn cái à, lệnh này, trong đó không cho phép họ tiếp xúc với lại à, các cái à, nhân viên của các công ty truyền thông xã hội trong việc mà họ kiểm duyệt về tất cả những nội dung liên quan tới cái à, đại dịch 19 và cuộc bầu cử sắp tới. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực của chính quyền Joe Biden nhằm muốn lật à, đổ cái phán quyết của tòa án ở cấp à, sơ cấp trong đó là đã, đã phán rằng là phía chính quyền Joe Biden đã có hành động bức hại quyền tự do ngôn luận các công ty gồm có công công ty Alphabet làm chủ của YouTube, Twitter và bây giờ được gọi là X Corp đã giới hạn rất nhiều những cái mà họ gọi là misinformation. Tuy nhiên thì ông đột tiên nói rằng những hành động bất hại này đã vi phạm vào cái tu chính án số 1 của người dân Hoa Kỳ và trong đó ông đã đưa ra phán quyết và chiến thắng cho tiểu bang Louisiana và tiểu bang Missouri về việc chính quyền Joe Biden đã cấu kết với lại phía của công ty mạng xã hội để kiểm duyệt người dân và sau đó thì quan tòa đã đưa ra phán quyết và cấm hẳn tất cả các nhân viên chính quyền liên bang không được phép tiếp xúc với bất kỳ, kỳ một nhân viên nào của mạng xã hội để liên quan tới vấn đề kiểm duyệt, trong đó bao gồm cả text, bao gồm cả email và bao gồm cả những văn bản chính thức hay những cú điện thoại. Ngay sau đó thì chính quyền Joe bên đã nộp đơn xin kháng án và yêu cầu ngăn chặn cái phản lệnh này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, tình trạng lạm phát đã bất ngờ tăng ngược trở lại 3.2% sau khi giảm liên tục trong một năm qua. Bản tin mới nhất cho biết lạm phát của Hoa Kỳ đã gia tăng trong tháng 7 và sau 12 tháng giảm đi và bởi cái chính sách gọi là tăng phân lợi của liên bang và trong đó cho thấy rằng là mức tăng trưởng của lạm phát đã lên tới 3.2% trong năm nay tính tới ngày thứ năm và nó từ ở mức 2.9% trong tháng 6 và việc mà giảm đi tất cả những cái tình trạng lạm phát đã bắt đầu có thể sẽ bung trở lại và trong đó thì các nhà lập pháp cũng như là một số những nhân vật ở trong quỹ dự trữ liên bang đang cố gắng tìm cách giảm xuống 2% trong vòng 2 năm và tháng 7 mức lạm phát của họ là ở mức là 3.2% so với cùng thời kỳ năm ngoái tháng 6 là 9.1% sau khi mà quỹ dự trữ liên bang đã tăng lên 2% các cái phần lời. Hiện nay thì à, phía liên bang à, các nhà kinh tế cũng như là một số những nhà đầu tư đang chú ý về tình trạng lạm phát bùng trổ tới bùng lên trở lại sau khi mà có những cái báo cáo không tốt đẹp lắm về vấn đề kinh tế. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất được đưa ra giữa lúc mà chính quyền của Joe Biden đang khoe khoang là giảm được lạm phát. Trong khi đó, việc giảm lạm phát này là do quỹ dự trữ liên bang đã 11 lần và dạ tăng phân lời để mà giảm đi tình trạng gọi là tiêu xài và lạm phát. Do đó thì chính quyền Joe Biden đây xem đây là một công trạng của ông ta. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tờ New York Post trong một cái bài xã luận của họ đã lên tiếng và nói rằng tất cả những bằng chứng về tham nhũng của gia đình Joe Biden là gần như gây choáng váng cho họ bản tin mới nhất từ ở tờ new york post cho thấy một cái bài xã luận nói rằng là những bằng chứng về tình trạng mà tham nhũng trong gia đình của joe Biden và con trai của ông ta là gây choáng váng và cuộc điều tra đã càng lúc càng sâu hơn đã không có được sự chú ý giữa lúc mà đảng dân chủ và giới truyền thông dòng chính đang tìm cách gọi là làm lơ những chuyện này họ muốn rằng người dân Hoa Kỳ bỏ mặt tất cả những cái thỏa thuận của chua, gia đình Joe Biden với hàng triệu Mỹ Kim vào trong gia đình của họ. Và điều này rõ ràng là một trong những cái hành động được xem là bao che rất rõ rệt của giới truyền thông dòng chính và đảng Dân Chủ. Hàng triệu Mỹ Kim và theo bản báo cáo của ông James Comer cho thấy là có ít nhất là 20 triệu Mỹ Kim từ các công dân của Nga, của Kazakhstan và của Ukraine đã rót vào trong gia đình của Joe Biden kể từ năm 2014. Và điều này cho thấy rằng là các cơ quan truyền thông dòng chính đã cố tình bỏ lơ chuyện này. Trong đó thì Quỹ ban giám sát đồng thời cũng công bố tài liệu cho thấy Hunter Biden đã mà mang về một triệu Mỹ Kim mỗi một năm từ cái công ty gọi là Burisma của Ukraine. Và trong đó cùng thời gian thì lúc đó con trai ông ông trai thân phụ của ông ta là phó tổng thống và đã được kiểm soát bởi tòa bạch ốc trong đó gần như là cái cái ngân sách tài trợ cho Ukraine lên tới 1 tỷ Mỹ Kim. Đồng thời, một cả, cả thương gia của Kazakhstan có tên là Kenneth à, Rakicev đã cho 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 Biden lên tới 142.300 Mỹ Kim để mua một chiếc Porsche, tức là một chiếc xe à, thể thao cho Hunter Biden. Và số tiền 3.5 triệu Mỹ Kim đã được gửi vào trong các cái công ty thương mại do Hunter Biden và người đối tác là Devon Asher làm chủ với cái số tiền chuyển từ cái bà à, vợ của thị trưởng thành phố moscow là zelina Baturina và chi tiết này thì đã được ông asher đã trình bày trước quốc hội và trong đó một số những nhà tài phiệt của nga và cũng là à, cựu thị trưởng của thành phố moscow trước đây đã giúp cho joe biden và ông devon asher để mà phát triển cái công ty của họ đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mà tờ new york post trong bài xã luận nói rằng gần như là gây choáng váng cho họ. Số tiền lên tới hơn 20 triệu Mỹ Kim và con số này vẫn chưa dừng lại bởi vì những tập tài liệu từ ngân hàng vẫn chưa tiết lộ đầy đủ theo tường trình của ông James Comer cho biết và gần như là đây là một trong những cái hành động mà tờ New York Post xem đây là một cái vụ án tham nhũng nhất trong lịch sử kể từ khi Hoa Kỳ lập quốc cho tới bây giờ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của gia đình Joe Biden ngày hôm nay. Cùng một lượt thì ông James Comer đã lên tiếng và nói rằng nếu như Joe Biden không có gì giấu giếm, tại sao không minh bạch hồ sơ tài chính của mình? Dân biểu James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm của Hạ viện là đang đặt trách điều tra về tình trạng tham nhũng của gia đình Joe Biden và ông ta. Trong ngày thứ tư lên tiếng nói rằng nếu Tòa Bạch Ốc tin rằng ông Tổng thống không làm gì sai, tại sao lại không đưa ra những cái tin tức minh bạch theo yêu cầu của Ủy ban? Trước đó, trong ngày thứ tư, thì ông Comer là chủ tịch của Ủy ban giám sát và trách nhiệm đã công bố một bản ghi nhớ là trên 20 triệu Mỹ Kim đã được chi trả từ các công dân ngoại quốc cáo buộc là đã à, đóng góp cho gia đình của Joe Biden và các cái à, thương mại xung quanh họ. Trong khi đó thì Ian Sam phát công viên của tập Đốc cho rằng đây là những tin tức đã cũ và cố tình đã định hướng sai lạc và không có liên hệ trực tiếp với lại ông Joe Biden. Và nếu như ông tổng thống không có làm gì sai, họ phải để cho chúng tôi nhìn thấy được những cái hồ sơ tài chính cá nhân của họ. Ông Comer đã phát biểu như trên. Và nếu không có gì che giấu, họ phải minh bạch với chúng tôi, họ phải coi cho chúng tôi thấy được những báo cáo tài chính này và chấm dứt tình trạng cản trở và các nhân chứng của chúng tôi khi mà họ ra để điều trần cũng như là ngăn chặn chúng tôi để tìm hiểu thêm tất cả các cái kỷ lục về ngân hàng. Ông Comer đã đưa ra lời phát biểu sau khi mà ông xem cho rằng là đảng Cộng Hòa đã không có một bằng chứng rõ rệt nào là số tiền này chi trả trực tiếp cho ông Tổng thống. Và trong cái tập tài liệu FD1023, trong đó được cung cấp bởi một người đưa tin cho FBI đáng tin cậy và ông tổng Phó Tổng thống và con trai cũng ta là Hunter Biden bị cáo buộc là nhận 5 triệu Mỹ Kim từ cái người chủ của công ty Burisma và trong đó Hunter Biden đang là thành viên hội đồng quản trị. Chúng tôi thấy rõ ràng là họ đang bán tên Joe Biden với cái giá khá cao và Joe Biden trở thành một cái thương hiệu để cho bất kỳ ai muốn tiếp xúc lúc đó là phó tổng thống, họ phải chi trả tiền cho Hunter Biden và số tiền này là trị giá hàng triệu Mỹ kim. Đây được xem là những gì mà chúng ta đã có được và đây là những bằng chứng rất rõ ràng. Vậy thì tòa bà đốc cần thêm bằng chứng gì? Đó là lời phát biểu của ông James Comer đã đưa ra. Rõ ràng giới truyền thông đang tìm cách che đẩy cho phía của gia đình Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không ký một cái văn bản cam kết trung trung thành với lại Đảng Cộng hòa Trung ương trong cuộc bầu cử sơ bộ và cuộc tranh cử này, cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa. Cựu Tổng thống Trump cho biết vào tối ngày thứ tư là ông sẽ không ký bất kỳ một cái văn bản nào cam kết với lại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng hòa trên toàn quốc. À, trong đó yêu cầu các ứng cử viên Tổng thống là phải ký cái văn bản này và cái văn bản được xem là lời à, cam kết trung thành này là một trong những yêu cầu cho tất cả những ứng cử viên nào muốn được sự ủng hộ để ra tranh cử chức à, Tổng thống năm 2024. À, ông Trump lên tiếng giải thích về cái tình trạng của ông là ông nói rằng. Nếu tại sao tôi phải ký cái giấy cam kết này, nếu những người đó mà họ không có lời cam kết giống như vậy và tôi có thể nói rằng là có một số người mà đã có cái hành động được xem là cố tình trói buộc chúng tôi vào trong một cái quy tắc không được hợp lý cho lắm tôi chắc chắn sẽ được đề cử và tôi có thể nêu tên ba hoặc bốn người mà tôi à, mà tôi nghĩ rằng không thể được ủng hộ trong tổng thống đây mà vấn đề của họ đây được xem là một trong những cái yêu cầu của ông Trump trong đó thì ông dự tính là sẽ không xuất hiện trong cái cuộc tranh luận đầu tiên tại Milwaukee được tổ chức vào ngày 23 tây tháng 8 tuy nhiên thì à, phía trung ương đảng cộng hòa cũng như là phía đại truyền hình Fox đang tìm cách thuyết phục ông quay trở lại và tham gia cuộc tranh luận này với những ứng cử viên khác của đảng cộng hòa và ông trump vẫn chưa có ý định quay trở lại tuy nhiên ông nói rằng ông sẽ không ký vào bất kỳ một cái lời cam kết nào trên văn bản và trong đó ông đồng thời cũng lên tiếng cho biết là ông sẽ à, cân nhắc cái việc mà có xuất hiện hay không <laughs> trong cái cuộc tranh luận này. Đồng thời, ông cũng đã lên tiếng ca ngợi ông thượng nghị sĩ Tim Scott và nhà tài phiệt Vivek Ramaswamy và nói rằng họ là những người rất tốt, họ là những người rất đàng hoàng và những người có khả năng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng quý vị không muốn biết tôi sẽ chọn ai là người liên danh thì tôi chưa có thể nói được. Đây được xem là một trong những cái uh, lời nói của ông Trump đưa ra vào tối ngày hôm qua sau khi mà có cái uh, À, nhận định là ông sẽ không xuất hiện trong cái lịch ngày 23 tây tháng 8 tại Milwaukee ở Wisconsin và trong đó được chiếu trực tiếp bởi đài truyền hình Fox à, Đây được xem là một trong những cái uh, chi tiết liên quan tới việc ông Trump có xuất hiện trong cuộc tranh luận của đảng Cộng Hòa hay không Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay 408.000 di dân bất hợp pháp đã nhận được các cái tiền học trong ngành đại học ở tại Hoa Kỳ trên 408.000 sinh viên đang học ở trong các đại học của Hoa Kỳ và các trường đại học gồm có college và university năm 2021 đều là thành phần di dân bất hợp pháp đó là một trong những bản báo cáo được đưa ra nó gia tăng 11.9% trong lượng các di dân bất hợp pháp trong các trường đại học của Hoa Kỳ và con số này đã được công bố bởi một tổ chức bất vụ lợi của Hoa Kỳ có tên gọi là American Immigration Council và cái tổ chức thứ hai là President Alliance for Higher Education and Immigration được công bố vào ngày 2 tây tháng 8 và trong đó gần như đa số 77.1% những học sinh này đều theo học chương trình 2 năm hoặc 4 năm ở trường đại học college hoặc là trường university và gần như là họ không chi trả một đồng nào bởi vì họ là di dân bất hợp pháp và họ được tài trợ bởi một số chính quyền của tiểu bang Tổng cộng có 12 tiểu bang, cao nhất là California 83.000 người, Texas 59.000, Florida 40.000 và New York là 30.000 người. Đây được xem là con số báo cáo mới nhất cho thấy rằng số lượng những di dân bất hợp pháp này tới 45.7% đều là những người đến từ khu vực ở Hispanic tức là nói tiếng Hispanic. Tiếp theo là sinh viên Á châu là 27.2%, sinh viên da đen 14% và sinh viên da trắng chỉ có 10%. Một phần ba các sinh viên này là bất hợp pháp ở tại Hoa Kỳ, à, họ tới Hoa Kỳ trước 10 tuổi và 42.2% họ tới Hoa Kỳ ở mức là từ 10 tới 16 tuổi và 23.8% họ tới Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp ở cái tuổi trưởng thành. Đây là bản báo cáo mới nhất cho thấy rằng là số tiền của chính quyền liên bang đã chi ra một cách lãng phí cho những di dân bất hợp pháp trong khi các công dân Hoa Kỳ lại không được cái tiền học này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay tổng thanh tra của bộ quốc phòng đã phát hiện ra tình trạng thuê mướn những nhân vật cực đoan và thành phần băng đảng ở trong giới quân đội một cuộc điều tra mới và kết luận của tổng thanh tra của bộ quốc phòng cho thấy rằng là việc thuê mướn các uh, và chiêu mộ các binh sĩ đã có những cái lỗ hổng lớn và trong đó dẫn tới tình trạng có những kẻ có những cái tư tưởng chính trị cực đoan và những thành phần nằm ở trong tổ chức tội ác. Bản báo cáo 82 trang này được công bố vào ngày 3 tây tháng 8 nói rằng là việc mà chiêu mộ các binh sĩ này đã thó những lỗ hổng và nó không hoàn tất một cách trọn vẹn theo quy tắc của Bộ Quốc phòng theo bản kết luận của Tổng Thanh tra lực lượng quân sự Hoa Kỳ được xem là ban cấm tất cả những người nào mà có liên quan tới tình trạng băng đảng bạo động hoặc là những tổ chức cực đoan và trong văn phòng nghiên cứu của tổng thanh tra của bộ quốc phòng cho thấy họ thực hiện cái cuộc điều tra này từ tháng 7 năm 2021 tới tháng giêng năm 2022 và phân tích ra 224 trường hợp sinh được làm binh sĩ Hoa Kỳ trong đã bị loại trừ trong tổng số 190.3702 cái đơn xin gia à, gia nhập quân đội và Bộ Quốc phòng cho biết là trong đó gần như có một số những lỗ hổng khiến cho thành phần băng đảng và thành phần cực đoan chính trị đã len lỏi được vào trong Bộ Quốc phòng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, ngay sau khi mà Joe Biden đã ký xác luật không cho phép các quỹ đầu tư và các công ty tài chính Hoa Kỳ đầu tư vào những công ty kỹ thuật ở Trung Quốc trong những lĩnh vực được xem kỹ thuật nhạy cảm, gồm có trí tuệ nhân tạo AI, semiconductor tức là chất bán dẫn cũng như là quantum computing tức là điện toán lượng tử, ngay lập tức Cộng sản Trung Quốc đã có sự phản ứng mạnh mẽ Bộ Ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc lên tiếng và cáo buộc chính quyền của Joe Biden đang theo đuổi một cái gọi là bức hại về kỹ thuật và trong đó đòi hỏi Washington phải lập tức rút lại cái quyết định mà họ mô tả là sai lầm. Trong xác lệnh này thì ông Joe Biden ký vào ngày thứ tư những cái chip computer, những cái chip dành cho ngành viễn thông cũng như là cái các cái thông tin liên quan tới ngành lượng tử và kỹ thuật và kể cả trí tuệ nhân tạo. Lên đây là muốn giới hạn tất cả những nguồn đầu tư của Hoa Kỳ vào các kỹ nghệ giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể phát triển cái lực lượng quân sự của họ. Ngay sau đó thì Trung Quốc đã lên tiếng và nói rằng họ dành quyền bảo vệ quyền lợi cho họ. Bộ Thương mại của Trung Quốc cũng đã đưa ra một cái bản statement riêng biệt và trong đó gần như là họ nói rằng có thể sẽ có những hành động trả đũa từ phía Trung Quốc ngay sau khi mà Joe Biden ký lệnh này. Đây được xem là phản ứng đầu tiên của Trung Quốc đã đưa ra. Tiếp theo sau khi mà có cái uh, chuyến viếng thăm của bà Janet Yellen và ông Anthony Blinken tới Trung Quốc và ngay lập tức thì uh, Joe Biden đã ký những sắc lệnh này nhằm giới hạn không để cho Trung Quốc phát triển cái uh, mạng lưới quân sự của họ thông qua những kỹ thuật của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay đã có một nghiệp đoàn công nhân tại Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi là nghiêm cấm các công nhân từ Đài Loan tới để mà xây dựng cái công xưởng của công ty TSMC tại Arizona. Một nghiệp đoàn à, lao động tại Hoa Kỳ đã gửi một thỉnh nguyện thư kêu gọi là ngăn cấm các công nhân Đài Loan làm việc trong việc xây dựng cái à, trụ sở về à, sản xuất các cái chip điện tử của công ty TSMC của Đài Loan. Tổ chức này có tên gọi là Arizona Pi Trade 469 Union. À, trong một cái bản thỉnh nguyện thư đã đưa ra trong đó nhằm đối phó với việc cung cấp chiếu kháng và visa cho những công nhân Đài Loan. Sau khi công ty TSMC cho biết họ có thể sẽ gửi một số nhân viên từ Đài Loan qua để giúp đỡ giải quyết và xây dựng cái dự án này vốn đang bị trì hoãn và bản thỉnh nguyện thư này đã gửi cho một số nhà lập pháp của Hoa Kỳ và yêu cầu là không có cấp quá 500 cái EB2, tức là những cái chiếu kháng dành cho công nhân vào làm việc trong việc mà xây dựng cái công xưởng TSMC ở tại Hoa Kỳ. TSMC đã cho thấy sự thiếu tôn trọng với công nhân Hoa Kỳ và trong đó họ giành quyền lợi và cái vấn đề an toàn cũng như là không có một cái cái khả năng tốt và cho rằng người dân Hoa Kỳ không có khả năng tốt đây là một trong những cái nhận định sai lầm. Bản thân Nguyên Thư đã đưa lên và đã được đưa ra trong đó họ kêu gọi các nhà lập pháp và kêu gọi bên phía chính quyền của Joe Biden là không có nhận quá 500 cái chiếu kháng tức là cái visa gọi là EB-2 là dành cho những công dân ngành xây dựng có thể tới làm việc ở tại công ty TSMC trong quá trình xây dựng cái công xưởng sản xuất về semiconductor tại Hoa Kỳ và hiện nay dự án này đang bị trì hoãn mà phía công ty TSMC cho biết là tình trạng thiếu những công nhân có tay nghề cao tại Hoa Kỳ và khiến cho cái dự án của họ bị chậm trễ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay lại có thêm 33 chiếc máy bay quân sự và 6 tàu chiến của Trung Quốc vây quanh xung khu vực của eo biển Đài Loan. Bản tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết 33 chiếc máy bay quân sự và 6 tàu chiến của Trung Quốc đã có mặt ở eo biển Đài Loan từ 6 giờ sáng ngày thứ tư cho tới 6 giờ sáng ngày thứ năm. Trong số 33 chiếc này gồm có 6 chiếc J10 chiến đấu cơ gọi là uh, Chengdu và bên cạnh đó thì họ có hai chiếc J-16 băng ngang qua cái lần tranh đỏ trên eo biển Đài Loan và xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng công phía nam của Đài Loan một chiếc giám sát cơ chống tìm thủy đỉnh là YS cùng với lại một chiếc giám sát cơ là Y9 cũng đã bay ở khu vực ở phía tây nam của Đài Loan và để đối phó lại phía Đài Loan cho biết họ đã sử dụng tất cả các cái hệ thống phòng không các hệ thống radar chiến đấu cơ và kể cả tàu chiến để quan sát các hoạt động này của PLA. Và riêng trong tháng này, từ đầu tháng cho tới bây giờ, hôm nay là 10 Tây, thì Trung Quốc đã có 127 máy bay quân sự và 68 tàu chiến đã tiếp cận đến eo biển Đài Loan. Đó là bản báo cáo mới nhất của các lực lượng quân sự của Đài Loan cho biết như trên. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Công ty Panasonic đã nộp đơn khởi kiện các công ty của Trung Quốc về vi phạm quyền phát minh của họ, à, trong đó liên quan tới cái kỹ nghệ về phone cầm tay. Hai công ty bị kiện là Xiaomi và Oppo. Bản tin mới nhất cho biết thì à, Xiaomi và Oppo đang đối diện với một cái đơn kiện của công ty điện tử được xem là lớn cái hàng bậc nhất của Nhật Bản là công ty Panasonic ở tại Âu Châu trong việc mà phát triển mạng lưới 4G và trong đó họ đã có những cái hành động được xem là đánh cắp các cái quyền phát minh của công ty này và vụ án này đã, đang gây ra lo ngại về quyền phát minh trong cái kỹ nghệ về viễn thông và kỹ thuật trong đó chỉ ra cho thấy là kho, có một số những cái mức tiêu chuẩn mà trong đó hai công ty Xiaomi và công ty Oppo của Trung Quốc đã có hành động vi phạm cào vào các bản quyền. Đây được xem là đơn kiện mới nhất từ một công ty của Nhật Bản là công ty Panasonic và trong đó đơn kiện này đã được nộp ở một số những cái tòa án bao gồm cả Trung Quốc, Đức, Anh và kể cả ở tại Hoa Kỳ. Trong đó họ bảo đảm cái quyền gọi là bảo đảm cái quyền phát minh của họ trong cái Liên Hiệp Âu Châu theo tường trình của Panasonic cho biết. Và công ty Oppo là công ty có trụ sở đặt tại Thẩm Quyến đã bác bỏ lời phát biểu ngày hôm nay. Trong khi đó thì công ty Xiaomi có trụ sở tại Bắc Kinh cũng đã không lên tiếng cho biết về đơn kiện này. Đây được xem là một trong những đơn kiện vi phạm bản quyền trầm trọng của các công ty về viễn thông của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay có lẽ như là tình trạng khủng hoảng kinh tế và tình trạng bế tắc về kinh tế đã dẫn tới nhiều người đã làm những cái nghề được xem là bất hợp pháp và nó tăng cường rất nhiều trong cái kỹ nghệ bán dâm sau một thời gian các hoa hậu đi bán dâm bị phanh phui thì giờ đây tới phiên ngành chiêu đãi viên hàng không đã bị bắt giữ và nói rằng Họ đã có cái tình trạng bán dâm với giá cả ngàn à, Mỹ Kim ở tại à, cái gọi là thành phố Hồ Chí Minh một trong những cựu tiếp viên hàng không đã chơi với nhiều người và rủ họ đi bán dâm cho khách hàng với giá từ 1.000 cho tới 3.000 Mỹ Kim cho mỗi lần và người này 26 tuổi đã bị công an của à, cộng sản bắt tại thành cái gọi là thành phố Hồ Chí Minh nơi được xem là bùng nổ kỹ nghệ mãi dâm rất lớn tại Việt Nam trước đây thì kỹ nghệ mãi dâm chỉ nằm Thuần tí <laughs> ở những mức dân nghèo và sau đó nó lớn dần vào giới giải trí, một số ca sĩ và người mẫu cũng như là những người đoạt giải hoa hậu, hầu hết đều làm nghề bán dâm một cách bán chính thức để mà có được tiền à, à, mua sắm và kiếm đại gia. Và giờ đây thì ngành kỹ nghệ bán dâm đã bắt đầu phát triển qua những lĩnh vực khác bao gồm luôn cả cái lĩnh vực hàng không, tức là chiêu đại viên hàng không và có một số đã len lỏi vào trong cái quần máy cai trị tức là các nữ cán bộ đảng viên xinh đẹp cũng làm nghề bán dâm để kiếm thêm tiền và kiếm được cái cơ hội thăng chức cao hơn đây là tình trạng diễn ra ở tại Việt Nam trong nhiều năm tuy nhiên sau đại dịch thì nó trở nên bùng phát mạnh mẽ hơn và gần như là nó trở thành một cái dịch vụ không thể thiếu được trong cái cuộc sống hàng ngày với các đảng viên và cán bộ tại Việt Nam cùng một lượt thì Việc mà trong thời gian gần đây đã có những báo động về tình trạng giải phẫu thẩm mỹ thiếu an toàn ở Việt Nam đã dẫn tới một số những cái công ty và những cái văn phòng thẩm mỹ đã bị lục soát và đã bị kiểm tra một cách cẩn thận. Thì giờ đây, họ đã chuyển hướng và tìm cách hẹn khách là làm cuộc giải phẫu tại khách sạn với cái gọi là thẩm mỹ chui. Đây được xem là một cái hiện trạng đang xảy ra ở tại cái gọi là thành phố Hồ Chí Minh tức là thành phố Sài Gòn cũ. Trong đó thì có rất nhiều những cái khách sạn đã được thuê mướn phòng lắp đặt những cái thiết bị để mà giải phẫu thẩm mỹ một cách gọi là ẩu tả của các bác sĩ làm việc tại Việt Nam. Tình trạng mà Việt Nam có cái tin cái việc mà gọi là giải phẫu thẩm mỹ và gây ra những thảm họa cho những nạn nhân đã diễn ra rất nhiều khiến cho Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam phối hợp với bộ công an đã điều tra một số những cái văn phòng quảng cáo về thẩm mỹ và giờ đây đã khiến cho họ uyển chuyển di động hơn, họ không quảng cáo ở trong các cái dịch vụ văn phòng nữa mà họ sẽ kêu chiêu dụ khách hàng qua mạng xã hội và tổ chức những cuộc giải phẫu thẩm mỹ này ngay trong những phòng ở khách sạn, đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay nguyễn đức trung chuẩn bị ra tòa cho vụ án thứ tư bản tin mới nhất cho biết nguyễn đức trung một nhân vật được xem là trùm công an hà nội và trở thành chủ tịch cái gọi là quỹ ban nhân dân thành phố hà nội sẽ bị đưa ra xét xử trong vụ án thứ tư liên quan tới vấn đề gọi là trồng cây xanh và kể cả thay thế những cái cây xanh có sẵn tại hà nội kể từ khi nguyễn đức trung lên làm tà chủ tịch hà nội thì ông ta đã cho đốn tất cả những cái cây có giá trị lâu đời ở tại hà nội và sau đó cho trồng lại những cái loại cây khác và điều này đã dẫn tới tình trạng cái thành phố Hà Nội trở nên nóng hơn bởi vì thiếu những cây xanh và những cây trồng này thì chết eo chết uột và dẫn tới tình trạng gọi là không còn cái chất oxy và cái xương sống hơi thở của thành phố Hà Nội đây là vụ án thứ tư mà ông này đã bị truy tố về các tội hình sự trước đó ông ta đã bị truy tố các tội về tiết lộ tài liệu mật của quốc gia cũng như là ông ta đã can thiệp vào cái việc đấu thầu ở tại cái Khoa học đào tạo của thành phố Hà Nội và giờ đây thì ông ta lại bị cáo trạng thứ tư liên quan tới việc mà đốn cây cũ trồng cây mới và đốn cây cũ thì lấy gỗ đi bán và cắt bỏ tất cả những cây xanh ở Hà Nội và trồng cây mới thì chết lên chết xuống eo ột và có những hành động được xem là không có đúng theo cái tiêu chuẩn cũng như là đội giá trong vấn đề cắt tỉa cỏ và một số cây có ở những cái khu vực công cộng đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.